là sốt xe đạp. Hả? Ở nhà tôi có xe địa hình mà. À đấy à? Nhà tôi có một cái như của bố. Tối là tôi sốt ở Đà Nẵng thôi, ở đâu mà từ ngày 13 đi. Thôi đi hôm sau chơi xe đạp này. Vấn đề là em biết thể ở đâu chứ. Mấy giờ rồi? Xuống biển tí nhá. Hả? Xuống biển một tí nhá. Lượn trên cát này á? Ờ. Lượn có lượn được không ấy? Bây giờ nó không được đâu. Mình để xe trên này mà đi bộ xuống mà. À ok.